Hôm qua, đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra và phát hiện 5 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại ga đường sắt Đà Nẵng. Cụ thể, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm thông tin, công an quận Thanh Khê đã kiểm tra tàu hàng đang di chuyển từ Bắc vào Nam có biểu hiện bất minh. Qua kiểm tra, trên tàu có chứa 5 tấn hàng hóa, phần lớn là quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em và linh kiện điện tử. Tại thời điểm phát hiện, đơn vị vận tải và chủ kinh doanh chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nói trên. Hiện công an quận Thanh Khê đã tiến hành lập biên bản kiểm kê toàn bộ lô hàng, đồng thời tổ chức phân loại, xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.